quá khứ tiếp diễn, dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra ở một thời điểm xác định trong quá khứ. Ví dụ, tối qua lúc 7 giờ tôi đang xem TV. I was watching TV at 7 o'clock last night. Sáng nay lúc 6 giờ tôi không đang ngủ, tôi đang ăn sáng. I wasn't sleeping at 6 this morning. I was having breakfast. Lúc 4 giờ chiều hôm qua, anh đang làm việc hay đang họp? Were you working or having a meeting at 7 o'clock yesterday afternoon? Were you working or having a meeting at 7 o'clock yesterday afternoon? Tôi đang làm việc. I was working. Thì quá khứ tiếp diễn còn được dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ, thì có một hành động khác xảy ra tiếp theo. Ví dụ, hôm qua cô ấy đến khi tôi đang làm việc. Tôi đang làm việc. I was working là hành động tiếp diễn. Ta nói trước. Cô ấy đến. She came là hành động xảy ra tiếp theo. Ta nói sau. Hai mệnh đề trên được nối bởi liên tự when. Ta nói. I was working when she came yesterday. Hoặc. When she came yesterday, I was working. Tuy nhiên, ta cũng có thể nói, yesterday she came when I was working. Nhưng đây không phải là cách nói thông dụng. Tối qua khi tôi gọi điện cho anh đang làm gì? What were you doing when I called you last night? Tôi đang ăn tối. I was having dinner when you called me. Anh ấy trượt chân khi anh ấy đang ném cây lao. He was throwing the javelin when he slipped. He slipped when he was throwing the javelin. Hurt có nghĩa là đau. Một bộ phận cơ thể cộng với động từ hurt. Ví dụ, đầu gối của tôi bị đau. My knees hurt. Răng tôi bị đau. My tooth hurts. Khi bước đi, bàn chân của tôi đau. My feet hurt when I walk. My feet hurt when I walk. Khi bước đi, nó có đau không? Does it hurt when you walk? Does it hurt when you walk? Hurt cộng với bộ phận của cơ thể có nghĩa là bị thương cái gì đó. Hurt someone làm cho ai đó bị thương. Ví dụ, tôi té và bị thương ở lưng. I fell and hurt my back. Anh ấy bị thương ở vai trong một tai nạn. He hurt his shoulder in an accident. Cô ấy bị thương gì?
What did she hurt? Cô ấy bị thương khuỷu tay. She hurt her elbow. She hurt her elbow. Anh ấy có bị thương không? Did he hurt himself? Did he hurt himself? Cây lao trúng bàn chân vị giám khảo, nhưng nó không làm cho ông ấy bị thương. The javelin hit a judge in the foot, but it didn't hurt him. The javelin hit the judge in the foot, but it didn't hurt him. Bị thương, hurt. Không bị thương, unhurt. Anh ấy gặp tai nạn, nhưng rất may không bị thương. He had an accident, but fortunately he wasn't hurt. Hoặc, he was unhurt. He had an accident, but fortunately he wasn't hurt. He was unhurt. Một khách sạn 5 sao. Ta nói, a 5-star hotel. Hai khách sạn 5 sao. 2 5-star hotels. 2 5-star hotels. Một tòa nhà 42 tầng. A 42-floor building. Một chiếc ô tô 4 chỗ. A 4-seat car. 10 chiếc ô tô 4 chỗ. 10 4-seat cars. 10 4-seat cars. Một vận động viên thể dục dụng cụ người Nga 15 tuổi. A 15-year-old Russian gymnast. A 15-year-old Russian gymnast. Đây là tiền của anh. Ta chỉ số tiền đó và nói như thế. This is your money. Còn để nói, đây là tiền của anh. Khi trao tay số tiền đó cho ai? Ta nói, here's your money. Và đây là kết quả. Ta nói, and here's the result. 9.5 điểm, 9.5 points. 9.5 points. Ở độ cao 2000 mét. Ta dùng giới từ at a height of 2000 meters. At a height of 2000 meters. Chúng ta đang bay ở độ cao 10.000 bộ. We are flying at a height of 10,000 feet. We are flying at a height of 10,000 feet. Sàn ngang đang ở độ cao 2m30. The bar is at 2m30. The bar is at 2m30.